Xin chào khán giả của chương trình Trong Thế Giới Xe, mình là Vũ. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bạn đồng hành mới của mình, đó chính là chiếc BMW GSI 1002. Mình sẽ nói về những trải nghiệm của mình trong một tháng sử dụng xe cho đây. Dòng xe ở bên trên này thì đã có rất nhiều hãng sản xuất giống như là KTM, Triumph, Ducati, vân vân. Nhưng mà mình vẫn chọn dòng xe BMW GSA 1002 này tại vì thứ nhất là về bình xăng của nó. Bình xăng của nó tới 30 lít lận, đâm ra là nó có thể giúp cho mình đi một khoảng đường rất là dài mà không phải lỡ cỡ kiếm chỗ đổ xăng. Đầu tiên là Vũ xin chia sẻ về cảm nhận của Vũ về phía trước của xe ha. Đó chính là Vũ rất là thích cái phần đèn phía trước của chiếc xe này, nó làm rất là phá cách và cũng là rất là đặc trưng của dòng BMW GSA hoặc là ADV này. Ví dụ như F800 nó cũng vẫn còn sử dụng đầu đèn cung cầu này ha. Cái này là cái bảo vệ Vũ gắn thêm để mà khi mà Vũ đi địa hình á, thì đi theo đoàn thì xe đi phía trước bắn đá thì mình không bị bể cái đèn ha. Thì Vũ nghĩ là nếu mà mình đã chấp nhận đi những cung đường dài và xa và có đoàn thì mình nên gắn, tại vì nếu bể cái đèn này thì các bạn phải mua gắn đèn mới thì rất là mắc tiền. Tiếp theo là phần tâm đắc phía trước nhất của xe mà Vũ cảm thấy ưng, đó chính là nó trang bị tới 3 cái phuộc. Ở đây Vũ không nói quá nhiều về thông số kỹ thuật, bởi vì ở trên mạng nó đã có rất là nhiều rồi. Ở đây Vũ xin chia sẻ về cảm nhận của một người chạy chiếc xe theo một lối bình dị thôi, chứ không phải là một dân chuyên gia về xe máy. Thì ở đây nó tới 3 cái phuộc. Thì cái phuộc giữa này nó có khả năng giúp cho nó giảm được rất là nhiều lực ma sát vào hai phuộc chính này. Năm nay lúc mà bạn đi những cung đường rất là xấu thì các bạn cái độ nhúng của phuộc nó không bị làm cho cứng phuộc, mà lúc nào phuộc nó cũng rất là nó sao là có nghĩa là nó lúc nào cũng rất là mềm mại chứ không có dập xuống giống như là những cái xe khác bình thường, hay là nó đã tới giới hạn của phuộc rồi nên nó sẽ bị cứng. Trang bị hai hắn dĩa ha, theo Crambo. Tiếp theo là cái đèn trợ sáng này thì là xe, nó đi theo xe luôn chứ Vũ không hề gắn thêm. Đây là nguyên gốc nguyên xin luôn, thì nó sẽ giúp cho bạn trợ sáng vào ban tối mà không cần phải gắn thêm những đèn trợ sáng bên ngoài khác. Ở đây thì Vũ cũng gắn thêm, thứ nhất là tạo sự hầm hố của xe, thứ hai là cũng giống như cái này thì dùng để bảo vệ cái tay lái của Vũ thôi. Nếu như các bạn đang chạy mà tốc độ cao mà xe với chiếc bắn đá vô tay mình thì rất là đau, nên Vũ nâng lên, Vũ tạo thêm một cái lớp thêm nữa để bảo vệ cái tay mình tốt hơn thôi. Tiếp theo là cũng là cái phần tâm đắc nhất mà lúc hồi đầu Vũ cũng đã nói chia sẻ rồi, đó chính là cái bình xăng này tới 30 lít lận. Đâm ra các bạn thấy cái bề ngang của xe rất là bự, mà thật sự ra thì nghĩ nó nặng nề lắm nhưng mà thật sự nó rất là nhẹ. Thường thì nếu mà mình đi phố thì mình cũng không cần phải đổ đầy 30 lít đâu, cỡ khoảng 10 lít là có thể chạy phà trong đô thị được rồi. Trừ khi nào mình xác nhận mình đi tour thì mình nên đổ đầy 30 lít. Cái đó là theo chia sẻ cảm nhận Vũ này, để cho mình đi trong thành phố nó nhẹ nhàng hơn thôi. Đó, rồi tiếp theo là cục máy boxer. Máy boxer được đánh giá là máy bền nhất hiện nay. Vũ có một ông bạn đã đi một dòng, vẫn là dòng xe này, GSA mà đời 2014. Thì đến hiện tại là ổng vẫn còn chạy và odo của nó đã lên 100 mấy ngàn. Và chiếc xe đó Vũ cảm nhận nó vẫn không hề bị xuống máy, nó vẫn đi rửng bước rất là mượt mà. Dĩ nhiên là các bạn phải bảo trì xe đúng chuẩn nha. Rồi tiếp theo là tại sao dòng ADV này nó lại trang bị cái chỗ đế chân bằng gai này. Thứ nhất là nó để dùng để bám dài mình hơn. Bám dài mình rất là tốt nha. Đạp giò đạp hẳn ok. Có chỗ tăng lên để các bạn có thể tăng cái này là dùng để nếu mà các bạn muốn đứng để chạy á,
thì mình tăng thêm một nấc nữa. Tiếng bô thì rất là hầm hố mà cũng không có gây cho mọi người xung quanh cảm giác bất thiện cảm. Nó vừa đủ cho các bạn cảm thấy phấn khích hơn thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử tiếng bô để các bạn hiểu tại sao mình nói tiếng bô này nó không quá gây ồn ào với người xung quanh nha. Tiên khởi động xe. Mình cũng xin chia sẻ một chút xíu ngoài lề, có nghĩa là khi các bạn khởi động xe thì thường các bạn phải để nhích cục máy từ 1 phút để cho xe bắt đầu nó đã khởi động đều hết rồi thì mấy bạn mới hẳn vặn máy. Tại nhiều có nhiều rất nhiều trường hợp các bạn bỏ máy lên, các bạn đề ga liền thì nó sẽ giảm tuổi thọ của xe. Bây giờ mình sẽ mở máy lên. Các bạn nghe. Mình xin chia sẻ tiếp phần đuôi xe ha. Thì xe này sử dụng chạy bằng láp. Mặc dù những dòng cũ nó vẫn sử dụng bằng xích sơn, nhưng mà dòng qua tới dòng 1002 này thì nhà sản xuất đã thay bằng láp. Tại vì khi các bạn đi trải nghiệm trên những cung đường đất đá gồ ghề xấu thì theo mình thì nếu mà xài bằng sơn hoặc xích thì đá hay là bụi bẩn này nọ nó bám vào mắt xích, mắt sơn thì nó sẽ làm hư và xe không thể sử dụng được nữa. Thì đó lý do tại sao mà tới qua tới dòng 1002 trở về sau thì tất cả đều đã sử dụng bằng láp. Tiếp theo là phần bánh mâm câm. Thực sự ra thì mình có thể xài bằng mâm đúc cũng được, nhưng mà mình theo mình thì bánh mâm câm nó vẫn là một sự lựa chọn tối ưu dành cho những dòng xe địa hình này. Tại vì sao thì cũng giống như mình nãy nói là nếu mình ốp nặng thì đất đá nó sẽ vướng vào cái bánh và nó sẽ làm hư cái phần phía sau này của phần láp và hư luôn nhông sơn dĩa. Xong phần phía sau xe rồi, bây giờ mình xin chia sẻ tiếp tục về phần gọi là tại sao BMW nó được mệnh danh là dòng xe công nghệ nha. Đây, xin mời các bạn xem màn hình. Thì khi mình mở màn hình lên thì các bạn thấy là nó là có dòng tua máy ha. Đang ở chế độ mo và đo được nhiệt độ ngoài trời là 37 độ C, cũng khá là nóng đó. Và chỉ số xăng còn lại có thể chạy được là 238 km/h. Đó chỉ là những thông số cơ bản thôi. Bây giờ mình sẽ vô những thông số chi tiết một chút. Là bên đây nó trang bị cho mình một cái nút menu. Mình bấm menu đi xuống. Bắt đầu mình sẽ vô cái phần Myver 2. Mình lại chỉnh xuống Myver 2 một cái nữa. Thì lúc này đây thì bắt đầu là nó rõ hơn về những thông số của xe hiện tại. Là bình hiện tại đang là 12.3V, xăng có thể chạy được 230 km/h, và nhiệt độ của xe bây giờ là 59 độ C và sức nóng này có thể chắc ok, có nghĩa là có thể cho xe vận hành tiếp tục được. Còn nếu mà quá nóng thì có thể mình sẽ nghĩ là xe sẽ có chế độ tự động ngắt máy, nhưng mà hiện tại mình chưa có nghe ai phàn nàn về cái độ check ok, check nóng này, check nhiệt độ này của xe. Anh em đã từng chạy qua thì họ chưa bao giờ bị cái tình trạng gọi là phải tắt máy hết, tại vì cái xe này đã có bộ tản nhiệt rất là tốt ha. Rồi bạn ở đây có con chỏ để bạn có thể lắc qua thì bạn sẽ coi được kỹ hơn về những cái hành trình cũng như là cái đoạn đường mình đã chạy được bao nhiêu. Ở đây thì mình đã đi xe ngoài trời cỡ khoảng là 61 giờ 33 và mình chạy được 1.700 km rồi.
bạn cứ lắc qua thì nó là những thông số của bản xe thôi. Xe này được trang bị tổng cộng là 4 chế độ lái ha các bạn. Đầu tiên là chế độ road. Chế độ road có thể đi đường đô thị, đường xá bình thường, ở trong nội thành thì mình đi rất ok, máy đầm và nó không có hỗn. Chế độ rain là chế độ đi mưa, thì hiện tại là cũng sắp tới mùa mưa rồi, cũng đang gần vô trong mùa mưa thì có thể mình sẽ trải nghiệm được cái chế độ lái này để coi nó có thật sự an toàn khi mà đi trong mưa hay không. Chế độ rain micro là chế độ gọi là bộc phát hết tất cả sức mạnh của dòng xe này lên, tăng tốc mạnh, vô số nhanh, và điều đặc biệt chính là rất là bốc. Chế độ Enduro Pro này thì mình chưa trải nghiệm qua, đâm ra mình không có nhận xét hay bình luận gì về chế độ này. Thì sau này nếu có dịp mình chạy thử chế độ này rồi thì mình sẽ nói các bạn sau. Tại vì chế độ này mình nghe nói là dành cho những người chuyên nghiệp chạy, thì mình chưa phải là chuyên nghiệp thì mình không chạy chế độ này. Vũ xin chia sẻ thêm về cảm giác lái của mình. Thì có thể nói Vũ hơi thiên vị một chút, thì Vũ xin nói là cảm giác lái nó rất là ok, rất là nhẹ, gần như là bằng một chiếc xe Honda bình thường. Các bạn có thể thấy là nó tuy là nó rất là gồ ghề, nhưng mà lúc mà khi cua lái thì cua rất là ngọt, và rẽ phải rẽ trái hay là điều chỉnh hướng thì nó rất là ok. Đó là cảm nhận hơi thiên vị Vũ một chút. Thì nếu mà các bạn đã từng trải nghiệm qua những dòng xe khác, thì khi bạn ngồi lên chiếc GSA này thì các bạn sẽ có cảm giác giống như mình, để coi mình nói có đúng hay không. Thì chiều cao của Yên thì mình thì cao tầm 1m76-77, nhưng mà rất là vừa tầm với mình. Mình lại không quá chống nhiều, vì lúc mà mình mua xe thì mình đã nhờ hãng chỉnh cho mình ở mức phục chiều cao của Yên là xuống tối thiểu, đâm ra là mình đi mình có thể chống dân được, không quá nhón nha. Các bạn cũng thấy xe thì có 3 chế độ chỉnh phục, đó chính là chế độ tiêu chuẩn, chế độ min thấp nhất và chế độ max cao nhất, dành cho những bạn ưa thích độ nhún của phuộc và ưa thích sự trải nghiệm thì nên chỉnh chế độ max, còn không thì nên chỉnh từ chế độ tiêu chuẩn đến min thôi. Đó là góp ý của mình. Qua những đánh giá cơ bản của Vũ về dòng xe BMW GSA 1200 này thì Vũ mong những người bạn có cùng sở thích với Vũ, đam mê đi phượt, yêu thích sự off-road và một dòng xe có thể thông thạo hết tất cả các loại địa hình, thì có thêm một sự lựa chọn mới cho riêng mình. Xin cảm ơn các bạn.